Xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DKY Beauty ạ. Và ngày hôm nay thì chúng tôi có một vị khách rất là xinh đẹp, đó là chị Thu. Và chị theo như tôi được biết thì chị Thu đã từng sử dụng dịch vụ tại DKY của tầm 2 năm về trước. Tức là chị đã sử dụng dịch vụ phun môi phủ xương 3D này và điêu khắc microblading 3D với lông mày. Và bây giờ thì chúng ta có thể thấy là chị Thu vẫn rất là yêu quý DKY và chị đã quay lại và update lông mày lên công nghệ mới, đó là công nghệ Headshot. Và trước khi trò chuyện cùng chị Thu thì tôi xin mời quý vị có thể xem trước cái tình trạng của chị nhé. Như mọi người có thể thấy thì đây là lông mày làm tại DKY cách đây 2 năm. 2 năm rồi nhưng mà cái màu mực vẫn rất là đẹp và không hề có cái tình trạng bị trổ đỏ hoặc là bị trổ xanh. Đó, như mọi người có thể thấy. Và màu mực chỉ nhạt đi thôi. Còn môi ạ, vâng, màu môi thì vẫn rất là trong, mướt và đẹp, và đặc biệt là rất là tự nhiên. Ngày hôm nay thì chị Thu đã làm công nghệ mới, đó là công nghệ Headshot. Và đây cũng là công nghệ mà được rất nhiều chị em ưa chuộng. Thứ nhất là về cái tính thích hợp với tất cả các loại da, kể cả da dầu. Dạ em chào chị Thu ạ. Vâng, vậy sau khi mà trải nghiệm xong, update xong cái lông mày của mình lên công nghệ mới rồi thì chị Thu thấy thế nào ạ? Em rất hài lòng và thích cái dáng lông mày này. Dạ, vâng. Bây giờ em xin mời ống kính quay sát hơn để chúng ta có thể chiêm ngưỡng được cái cặp lông mày mới của chị Thu nhá. Vì là muốn thay đổi dáng mày nên là chị Thu đã quyết định update lên công nghệ mới. Và như mọi người có thể thấy thì với công nghệ Headshot này thì với cái cách xếp sợi siêu thực thì nhìn tự nhiên hơn công nghệ cũ rất nhiều. Và đặc biệt là với các công nghệ mới này thì sẽ giảm thiểu tối đa những cái rủi ro về da, tức là sẽ không để lại sẹo này. Đó. Vậy trong quá trình sử dụng cái công nghệ mới này thì chị Thu có cảm thấy khó chịu hay đau rát gì không ạ? Dạ không ạ. Dạ vâng. Vậy thì sau cả một quá trình dài như vậy rồi mà chị Thu vẫn cứ là quay lại để sử dụng dịch vụ tại DKY thì chị có điều gì muốn gửi gắm đến đội ngũ của DKY cũng như là quý vị đang theo dõi livestream được biết không ạ? Dạ em cảm ơn DKY rất là nhiều đã cho em nhãn lông mày mới rất là xinh xắn và phù hợp với khuôn mặt của mình. Dạ. Em chúc cho DKY càng ngày càng lớn mạnh hơn nữa và khách hàng khi nào cũng lựa chọn DKY là lựa chọn đầu tiên. Dạ, vâng, và đối với DKY em xin cảm ơn tân chị. Và em cũng mong là tất cả các khách hàng cũng sẽ đặt niềm tin và cũng muốn trải nghiệm những dịch vụ tuyệt vời tại DKY giống như chị Thu ạ. Vâng, và nếu như các chị em cũng muốn sở hữu những cặp lông mày và những cái đôi môi tươi tắn như thế này thì mọi người hãy nhanh tay inbox qua fanpage của DKY hoặc là có thể gọi điện đến số hotline 0911 310000 nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ.